Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Phạm Minh Đức. Mình là sinh viên năm nhất thuộc ngành quản lý công nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Và hôm nay thì mình xin trình bày với các bạn về cái quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về vấn đề lối sống tha hóa của một bộ phận sinh viên Sư phạm Kỹ thuật hiện nay. Về cái thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái vấn đề các hoạt động xã hội, các kỹ năng mềm. Thì các bạn ngày nay đã quá quan tâm, quá tham gia nhiều các hoạt động xã hội, các hoạt động kỹ năng mềm. Thì đành rằng là các hoạt động kỹ năng mềm ấy rất là quan trọng, nhưng có quan trọng và thiết thực không bằng cái chuyên môn của các bạn? Sau này thì khi các bạn ra trường thì các nhà tuyển dụng sẽ đặt cái chuyên môn của các bạn lên hàng đầu, và khi mà các trình độ về kiến thức của các ứng viên mà đồng đều nhau thì các kỹ năng mềm sẽ là cái yếu tố quyết định. Tuy nhiên theo mình nhận thấy thì vì các bạn tham gia quá nhiều các hoạt động nó không thiết thực, và còn nếu mà mình nghĩ là nếu các bạn tham gia vào quá nhiều thì mình nghĩ là các trường sư phạm kỹ thuật là một sự, có lẽ là một sự lựa chọn sai lầm của các bạn. Vì thế cho nên các bạn ngay khi còn là sinh viên thì theo mình nghĩ là chúng ta nên giảm bớt tham gia các hoạt động đó lại, và thay vào đó thì nên tập trung vào việc học và đầu tư cho chuyên môn nhiều hơn. Về cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là một số bạn thì cho rằng, có ý kiến cho rằng đó là điểm số là không quan trọng. Chứ mình xin lỗi các bạn luôn, đó là những người mà thực ra điểm số thì rất là quan trọng đối với mỗi sinh viên. Và những người mà nói với bạn về cái điều đó thì hoặc là họ có thể dễ dàng kiếm được cái số điểm mà họ muốn có, hoặc là họ đang biện hộ cho cái ngu của mình. Và mình đã gặp rất nhiều các những bạn mà có điểm GPA rất là thấp, chỉ xấp xỉ khoảng 5.0 thôi, và các bạn đã nói với mình rằng là các bạn đó chỉ học những một số môn cần thiết, số còn những môn còn lại thì không quan trọng nên họ không có học. Thì đúng là chương trình đào tạo ở sư phạm kỹ thuật mình thì có một đào tạo, có một vài môn mà dư thừa, một vài môn không liên quan tới ngành học. Thế nhưng những môn học đó thì không phải là học kỳ nào cũng có, và việc mà các bạn cứ học với một số điểm tàn tàn như vậy và với một số những môn như vậy thì như ở trên mình đã nói thì có lẽ học ở sư phạm kỹ thuật là một sự lựa chọn sai lầm của các bạn. Một số bạn thì nói rằng là học hành từ giữa 6-7 chấm và 8-9 chấm là không quan trọng. Thì mình cũng xin lỗi với các bạn luôn là các bạn học 6.7 chấm, các bạn học được bao nhiêu mà các bạn lại có thể khẳng định điều đó. Những người mà học 8.9 chấm người ta còn chưa ăn ai, hay là mà các bạn đây đã kêu ca rồi. Các bạn có biết là trong cái thời gian mà các bạn nói cái đó thì ở trên thế giới người ta đã có biết bao nhiêu phát minh, bao nhiêu các ứng dụng hiện đại người ta đang áp dụng từng ngày từng giờ vào trong cuộc sống? Hay là các bạn thì nghĩ là chỉ cần cầm vài quyển sách, xem qua vài cái slide mà thầy cô cho trên bảng thì các bạn đã có đủ kiến thức và tự tin rồi mà phán rằng những cái này chẳng làm gì cả? Thì những người mà 8.9 chấm thì cũng không có rảnh để mà bay vào mà giải thích cho các bạn đâu. Một ý kiến nữa mà mình nhận thấy ở nhiều bạn đó là học ở sư phạm kỹ thuật thì chuyện nợ môn rớt môn là chuyện bình thường. Ừ thì đúng là đó là chuyện bình thường thật. Chung ví dụ giả sử trung bình một học kỳ các bạn đăng ký khoảng 20 tín chỉ, các bạn rớt khoảng từ 1 đến 2 môn, nghĩa là từ 5 đến 6 tín chỉ, thì đó là một điều bình thường. Thế nhưng việc học kỳ nào mà các bạn cũng để rớt kiểu đó thì nó là một điều là rất là bất bình thường đó. Thực sự mà nói thì một số sinh viên trường mình có lẽ là đã tha hóa mất rồi. Vì đối với người xưa thì có lẽ rất môn là chuyện bình thường, nhưng cũng mình nghĩ là cũng không có ai rảnh để mà la toán lên để mà đi khoe với mọi người rằng là mình là rất môn.
hai em mình nói là một vài bạn mà vừa mới đủ điểm qua môn, vừa mới đủ điểm đầu đó là khoảng 5 chấm, thì các bạn khi mà các bạn biết được mình như vậy thì các bạn thường mừng rỡ lên, reo lên vì vui sướng. Trong khi đó thì những người mà học 8-9 chấm thì người ta lại im lặng, chọn cách là im lặng. Mình nghĩ là những bạn như thế đó thì các bạn có sung sướng hơn lắm không, hạnh phúc lắm không khi mà nhìn điểm của các bạn ra là như đó. Đấy là ra thì các bạn phải biết tự trách bản thân mình, phải biết nỗ lực hơn, phải chịu khó chả cày, phải biết cố gắng để không thể bị một số điểm lận đận như thế, chứ thay vì ngồi đó mà la lên là mình đã qua môn. Một số bạn thì thường ảo tưởng rằng mình hơn người khác, hơn trường khác, việc học hành. Các bạn thì cứ các kiểu là học ở sư phạm kỹ thuật khó nên thường hay nâng lên cái tỷ lệ rớt lên sao cho xứng tầm với cái tên gọi đó. Thì mình xin lỗi với các bạn, chứ nếu mà các bạn mà cứ sống như vậy, sống mà không có mục đích, không có lý tưởng như vậy thì các bạn đi học làm cái gì? Đúng là điểm số thì không có là tất cả, bởi vì một người điểm cao và một người làm tốt là không phải, một người điểm cao thì cũng chưa chắc đã là một người làm tốt. Thế nhưng các bạn học để ra trường đi đã rồi hạn tính gì thì tính. Một số người thì một số bạn có thể phản bác với mình rằng việc có nhiều người thành công nhưng mà không cần đến bằng cấp, không cần đến bằng đại học. Thế nhưng mình xin hỏi lại các bạn, đó là giữa những người thành công mà có bằng cấp và những người không có bằng cấp là khoảng bao nhiêu phần trăm, và những người mà là thu nhập giữa những người có bằng cấp và những người không có bằng cấp là khoảng bao nhiêu? Dĩ nhiên thì thường là những người mà không có bằng cấp và thành công thì thường là những người xuất chúng, còn chúng ta là những người bình thường. Vì thế chúng ta hãy học cho ra trường đã, hạn tính gì tính. Sau khi mà chúng ta ra trường thì cũng chẳng còn có ai rảnh để mà giải thích cho các bạn về một thứ gì đó. Vì vậy thì chúng ta đang là sinh viên, đang ngồi trong ghế giảng đường, thì chúng ta phải tự luyện tập cái thói quen tự học, tự lập là chính, tự trao đổi, tự rèn luyện bản thân. Và chúng ta có thể tìm những cách học, thì về cách học chúng ta có thể tìm những người giỏi hơn để có thể, thứ nhất là để tạo mối quan hệ, thứ hai là có thể giúp mình bồi lấp lại những cái khoảng kiến thức mà mình bị trống, bị thiếu hụt. Và dĩ nhiên thì nhà trường thì chỉ dạy cho bạn những cái gọi là cơ bản mà thôi, trong khi đó thì ở bên ngoài xã hội thì từng ngày và từng giờ các kiến thức được cập nhật liên tục, được update, và những ứng dụng từng ngày được áp dụng vào trong cuộc sống. Vì thế chúng ta cần phải nhạy bén trong cái việc tiếp cận những cái công nghệ mới. Vì thế là sinh viên thì chúng ta phải tự rèn luyện cái gọi là bản lĩnh sinh viên sư phạm kỹ thuật mà thôi. Về cuối cùng thì là một thành viên của ngành kỹ thuật, là những người trong tương lai sẽ tiếp xúc và tạo ra những thứ gọi là cơ sở vật chất, những thứ gọi là công nghệ, thì các chúng ta thì ngay từ khi còn đang ngồi trên, đang còn là sinh viên thì chúng ta phải tự trau dồi bản thân, tự tập cái tính cẩn thận và tỉ mỉ và rèn luyện không ngừng. Vì những sai sót ngay từ bây giờ chúng ta có thể trả giá bằng cái việc là bị trừ điểm, nhưng khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ phải đánh đổi những cái rất là đắt. Ví dụ như là chúng ta có thể bị mất việc, bị mất cả trăm triệu, hoặc thậm chí là có thể bị ngồi tù. Vì thế mình nghĩ các bạn nên tự tập trung trao dồi cái chuyên môn, cái khả năng của các bạn, trao dồi cái thói quen, cái đức tính là cẩn thận, tỉ mỉ, và luôn không ngừng học hỏi và vươn cao bản thân để mà có thể áp dụng cái công nghệ mới để bén. Cuối cùng thì và mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái vlog này của mình. Và mùa thi thì cũng đã sắp đến rồi, nên mình chúc các bạn có một kỳ thi tốt đẹp và may mắn. Mình xin hết.